Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối đầu tuần thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong cái live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì em sẽ lên cho bác một cái lô sản phẩm quần kaki mới về ạ. Thì cái kiện này thì nó sẽ là kiện của Nhật Bản nha các bác. Kiện nguyên đai nguyên kiện và được mở ra lấy những cái mã đẹp nhất về đây để phục vụ cho các bác nhé. Chúng ta chỉ có 45 mã thôi, chỉ duy nhất 45 mã thôi nha các bác. Ngoài những cái sản phẩm nội địa được sản xuất tại Nhật Bản thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm đến từ những cái thương hiệu thời trang lớn của thế giới nha các bác. 45 mã thôi. Và giá bán thì bên em sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm thì điều chỉnh giá sao cho nó phù hợp nhất nha các bác. Nói chung khi các bác bỏ ra cái số tiền và cái sản phẩm các bác nhận về thì tối thiểu nó phải thích hợp nha các bác. Đó. Còn giá bán bên em thì chắc chắn chỉ bằng 1/5, 1/10 giá so với các bác mua hàng mới, hàng chính hãng mà thôi. Còn độ mới thì đây là hàng si tuyển nên vẫn bao cho các bác độ mới của nó rất là cao nhé. Còn con nào mà nó có bị lỗi nhỏ hay dính một vài vết bẩn thì bên em sẽ trừ cái chi phí giặt lại để cho các bác. Đôi khi bán chỉ bằng nửa giá mà thôi nhé. Đó. Đó. Rồi. Thì vậy thôi. Thì chúng ta vào đến với những cái sản phẩm của ngày hôm nay nha các bác. Nói chung quần kaki thì nó là một trong những cái mã sản phẩm mà bán gần như là chạy nhất trong cái thời điểm mùa hè này nha các bác. Nó chỉ sau cái dòng áo thun thể thao thôi. Quần kaki này bán cũng rất chạy và cái nhu cầu sử dụng quần kaki cũng rất là nhiều nha các bác. Và thực sự là giá nó rất là tốt nha các bác. Đâu đó tầm trên dưới 200 nghìn là các bác đã có thể sở hữu được một con quần kaki của những cái thương hiệu lớn rồi. Đó. Sang live stream cũng là một cái hình thức tiết kiệm. Thứ nhất là kinh tế này, thứ hai là thời gian nữa các bác ạ. Đó. Thường nếu mà các bác mua đồ các bác phải xách xe, các bác chạy xe, các bác đi tìm đồ, các bác ra chợ, các bác mua đôi khi tìm cả ngày không tìm được một con quần nó phù hợp với mình đâu. Nhưng mà các bác xem live stream thì đôi khi các bác bỏ ra vài phút thôi và các bác có thể săn được cái mã hàng nó đẹp về cả cái chất lượng và cả cái thương hiệu nữa nha các bác. Đây, ngày hôm nay thì em sẽ quay lại với mã D nha các bác. Chúng ta sẽ quay lại với mã D đi. Đó. D1 nha các bác. Còn quần này thì bên em sẽ đo thông số chi tiết cho các bác nhé, đầy đủ hết. Chúng ta có vòng eo này, chiều dài quần và độ rộng của ống nhé. Độ rộng của ống thì bên em sẽ đo phần cuối cùng của quần. Đó là những cái thông tin nói chung là cơ bản nhất rồi, để các bác có thể lựa chọn một sản phẩm quần nó phù hợp với số đo nhé. Mã D1 này lên cho bác một sản phẩm của nhà Polo Ralph Lauren. Đó. Rất đẹp nha, hàng chính hãng đấy ạ, chắc chắn rồi. Đây. Đẹp quá các bác ạ. Tem chuẩn của Polo Ralph này. Con này vòng bụng chuẩn bên em đo ra được là 84 nhé. Vòng bụng bên em đo ra được 84. Con này nó sẽ là form ống suông đùi to nhé, form ống suông đùi to. Cái form mà các bác rất là thích đây nhé. Và đặc biệt đây là dòng của nhà Polo Ralph Lauren. Đẹp lắm, con này còn rất là mới nhé. Con này thì để cho các bác mức giá là bao nhiêu? 280 thôi nhé. Con này để cho các bác mức giá 280.000 đi. Đó. Con này các bác mua mới thì nó phải 2,5-3 triệu một con đấy. Quần còn đẹp lắm nha các bác, con này form ống suông ống rộng nha. Bên em sẽ đo theo cái số đo hiện tại của quần chứ không đánh không cung cấp số đo theo cái size ở trên quần đâu nha các bác. Đó. Cái này là bên em đo bằng thước, đo thủ công 100%. Nên thì chắc chắn các bác mặc, các bác nếu mà mua đúng thông số thì các bác mặc sẽ vừa nha. Bên em sẽ không tư vấn theo size đâu. Đó. Rồi, con này mã là mã D1 cho em và bụng chuẩn đo ra được là 84 nhá. Túi đằng sau thì nó cũng có cúc để các bác giữ đồ cho nó an toàn nhé. Nó có cúc hết đây nha các bác. Phụ kiện là đầy đủ hết nhé. 280.000 thôi nhé. Con này hàng hiệu thì bên em, con này hàng hiệu lớn thì bên em bán hơn có 1-20.000 thôi so với những con quần bình thường kia rồi nha các bác. 280. D2 lên cho bác một sản phẩm của thằng con này hàng của Nhật Bản này, màu camo đẹp quá. Con này là quần túi hộp nha, quần túi hộp. Đó. Quần túi hộp nha. Đáng kể nếu mà cái dòng túi hộp này bán thì nó phải giá cao hơn những con quần bình thường rất là nhiều đấy. Bởi vì trong một cái kiện hàng thì nếu mà mở ra một con kaki và một con túi hộp thì con túi hộp này bên em phải bỏ ra cái cốt gần như là gấp đôi so với một con kaki nhé. Nhưng mà con này em bán cũng gần như đồng giá cho các bác luôn. Màu camo đẹp lắm. Con này hàng của Nhật đấy các bác ạ. Hàng của Nhật đấy. Tem cốt của nó sẽ là tem của Nhật nha. Đó. Hàng này là của thằng Kubik Minsua. Hàng nó bán cũng rất là đắt luôn. Cái chất lượng gia công, cái độ hoàn thiện của quần cực kỳ cao luôn, chất cốt tông, con này màu quá đẹp. Quần còn siêu mới cho em nhé. Con này là bụng phối chun nhé, bụng phối chun nhé, chứ không phải là cạp chết đâu. Con này vòng bụng là từ 94 co giãn ra được tầm 100 nhé, bụng 94 co giãn ra 100 cho em nhé. Đẹp quá các bác ạ, con quần cuối hộp này thì các bác phải lấy. Bởi vì giá bán của nó chỉ có 250.000 thôi các bác ạ, rẻ lắm nhé. D3 này,
Con này là con Adiazo này. Đó, lên cho bác một con siêu phẩm đi, một con Adiazo đi. Con này mới lắm, con Adiazo này mới lắm nha. Adiazo thì nó là một cái thương hiệu cũng có thể gọi là luxury, hàng cao cấp của thằng Italy nha các bác. Con này đẹp lắm. Size trên quần nó để là size 28 nhé. Con này made in India. Adiazo thì các bác ạ, made in India nhé. Sản xuất tại Ấn Độ nha các bác. Thiết kế thì đơn giản thôi bởi vì nó là quần kaki mà. Đó, những cái tem của Adiazo nó làm trong cái túi phụ này. Đây, cái tag Adiazo nó làm bằng kim loại luôn. Con này thì bán cho các bác mức giá bao nhiêu nhỉ? Bởi vì mấy hôm trước em xem livestream trên một cái shop khác mà con này người ta bán là 700.000. 700.000 mà người ta vẫn tranh nhau mua các bác. Bởi vì cái giá trị thương hiệu nó quá lớn. Một con quần như thế này các bác mua mới thì nó đâu đó cũng phải trên dưới 10 triệu đấy các bác. Nó không rẻ đâu. Hàng Adiazo nó là một trong những cái thương hiệu thời trang cũng đắt đỏ trong cái phân khúc luxury của thế giới đấy các bác. Đẹp quá, con này đặc biệt rất mới nhé. Size trên quần nó để là size 28 nhé. Vòng bụng bên em đo ra được sẽ là 78. Vòng bụng đo ra được là 78 nhé. Con này bác nào nhỏ người mặc đẹp này. Bác nào mà nhỏ người cao tầm 1m65 đổ lại mặc đẹp nhé. Cỡ từ 50 cho tới 60 cân, 50-60 cân mặc đẹp. Con này để cho các bác mức giá yêu thương luôn nhé. Chỉ có trên kênh này thôi nhé. 300.000 bao ship. Đẹp lắm. 300.000 cái quần rất mới. D4 đây cho bác một con quần. Con này thì nó phối theo kiểu phong cách quần Tây đấy. Quần kiểu mặc mình vào mấy cái dịp sang trọng đấy các bác. Và những cái dịp mà nó trang trọng một chút, mặc mấy con này các bác mặc đi làm nó cũng rất là đẹp này. Và cả nhà nó cũng đẹp nhé. Con này chúng ta đến với sản phẩm của thằng Zara. Đó, quần Zara mấy cái loại quần Tây như thế này các bác mua mới ở trong shop chính hãng của nó thì đâu đó trên dưới 1 triệu thôi. Nó cũng không có quá đắt đâu, cỡ 1-2 triệu. Nhưng mà con này phối màu nó rất là đẹp. Phối màu nó rất là đẹp nhé. Các bác nhìn cái phối kẻ của nó đi. Quần thì rất là mới, bụng của nó thì sẽ kiểu phối chun như này nhé, co giãn nhẹ nhé. Zara đẹp quá, mới lắm nha các bác, con này nó mới lắm. Con này được made in Turkey nhé, sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Form quần của nó sẽ là form slim nhé. Form slim là những cái form mà kiểu bác nào mà thích mặc quần bó nhé, quần bó. Con này là cái form quần bó nha các bác, form quần bó nha. Đó, nói chung là cái độ rộng ống nó tầm 16-15 quay lại thì các bác cứ mặc định nó sẽ là form quần bó nhé, form quần ôm đấy các bác. Đó, form quần này cũng mặc cũng rất là đẹp. Nếu mà các bác đi mặc con quần này mà nó không có quá dài đâu, thường những cái form quần này nó sẽ thiết kế đến tầm mắt cá chân luôn. Để các bác đi giày tây, các bác khoe cái đôi giày của bác ra thì nó đúng chuẩn form luôn. Mặc trên con sơ mi nữa thì cực kỳ sang luôn. Đó, con này 230 nhé, hàng chính hãng ra mà. Nói chung là các bác đã tiết kiệm được cả 1 triệu đồng đấy. Con này mua mới thì cũng trên dưới 1 triệu nhé. 230.000 bao ship. Hàng của Zara nhé, tất nhiên là hàng chính hãng. Màu đẹp lắm, màu con này sang lắm và cái chất của nó cực kỳ cao cấp luôn. D5, lên cho bác một sản phẩm của nhà Uniqlo này. Con này màu trắng kem nhé, đẹp lắm, còn rất là mới luôn. Vòng bụng chuẩn con này là 76 nhé. Vòng bụng chuẩn 76 cho em, size của nó sẽ rơi vào tầm size 27-28 đấy các bác. Rơi vào tầm size 27-28 nhé. Con này bác nào mà tầm 50-60 cân, cao 1m65 độ lại mặc đẹp. Quần mới lắm, quần màu sáng màu nhưng không có dính bẩn, không lỗi lầm gì đâu, nó như một con quần mới thôi. Quần còn rất là thơm, mùi quần mới các hàng Uniqlo. Con này các bác mua mới thì nó rơi vào tầm 1-2 triệu mặc mã nhé. Nếu mà các bác mua trong cửa hàng chính hãng của nó 1-2 triệu nhé. Còn hàng trôi nổi thì nó rơi vào tầm 700-800. Đó, con này 250.000 nhé, 250.000. Mới lắm. Còn các bác cứ mặc định dòng Uniqlo nhà bên em bán ra thì độ mới nó phải trên ít nhất là phải trên 90% bên em mới bán nhé. Đặc biệt dòng của Uniqlo. Đó, sang lắm, con này chất sang lắm, chất cốt tông đó, quần kaki đấy các bác. Con này các bác mặc đi tiệm được này, nó mới lắm. Vòng bụng 76 cho em nhé, mã D5 250. D6 này lên cho bác một con quần tây nhé. Một cái kiện quần kaki bên em mở ra thì nó sẽ có lẫn quần quần tây này, quần túi hộp này và quần kaki, và thỉnh thoảng có 1-2 mã quần jean nha các bác, nhưng bên em sẽ bán đồng giá luôn, gần như là tất cả sản phẩm bán đồng giá luôn. Đây, con này mã là mã D6 cho em nhé. Con này quần tây nhưng nó sẽ là quần của thương hiệu Nike nhé. Đó, quần của Nike đấy. Và đặc biệt dòng này thì nó sẽ là cái dòng Nike Tiger Goose. Đó, Tiger Goose là một cái tay golf nổi tiếng và thành công gần như là hàng đầu thế giới rồi các bác ạ. Đó, đẹp lắm. Dòng golf thì các bác hiểu rồi, nó cao cấp, cực kỳ cao cấp luôn. Này, tem cốt chính hãng của Nike nhé, đây là tem chuẩn nha các bác. Cái dòng này nó làm giả, làm nhái cũng cực kỳ nhiều trên cái thị trường.
Phải trang luôn. Nếu mà bác không có kinh nghiệm mà bác mua bị nhầm ngay, bị nhầm ngay. Đẹp lắm nha, cái này các bác mua nó đắt lắm, các bác mua mới đắt lắm, mà thị trường Việt Nam thì chưa chắc đã mua được cái dòng này đâu, không có đâu. Mới lắm nha, con này vòng bụng là 78 này. Vòng bụng 78 thì size của nó sẽ là size 28 nha các bác, size nó rơi vào tầm size 28 đó. Vòng bụng chuẩn là 78 nha các bác. Các bác mua hàng đặc biệt là dòng quần bên em thì các bác cứ mua theo số đo nhé, cứ mua theo số đo bên em cung cấp nhé. Đẹp lắm, con này chất cực kỳ cao cấp luôn. 250 không? 250 đấy. D7 lên cho bác một con quần hộp đây, con này đẹp quá. Hàng của Kismart, hàng của Nhật Bản nhé. Con này hàng của Nhật nha các bác, quần túi hộp nha. Này, đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Không có gì để tìm, không có gì để đòi hỏi thêm được một con quần hộp như thế này. Còn rất mới nhá, phối màu nâu cực kỳ dễ mặc luôn. Một cái phối màu thì gần như là ai cũng mặc được rồi, rất là dễ mặc. Nói chung mấy con này các bác mặc mình mặc đi chơi cũng đẹp, mặc đi làm cũng được. Đó, túi hộp nhá, chất lắm, con này chất. Cái này vòng bụng 90 cho em nhé, vòng bụng 90 dài 110, vòng bụng 90 nha các bác, vòng bụng 90. Đẹp quá, đẹp lắm, con này đẹp lắm. Chất kaki dày dặn vô cùng. D7 nha các bác, D7 con này để cho bác là 250.000 thôi nhé, 250.000, 250.000 cho con quần hộp này nha các bác. Đó, quá đẹp. D8 này, D8 là một con quần với cái form ống suông đùi to này, form ống suông đùi to, một cái form mà các bác mà kiểu mình là trung trung tuổi một chút thì cực kỳ thích. Đó, thì hàng này thì nó vẫn là hàng Uniqlo thôi, Uniqlo thôi. Kiện Nhật khui ra thì đến 40% sản phẩm trong kiện nó sẽ là hàng của Uniqlo nha các bác, và độ mới của nó sẽ rất là cao. Đó, vòng bụng con này sẽ là 82 nhé, vòng bụng 82, form ống suông đùi to nhé, form ống suông đùi rộng cho các bác này. Con này vòng bụng 82 nhé, hàng Uni thì cũng không phải giới thiệu nhiều nhé. D8, nói chung là hàng của Uni thì các bác cứ mặc định là các bác cứ suy nghĩ đơn giản, coi như là các bác đang mua hàng của Uni với cái giá sale off là 60-70% đi. Đó, mình đang mua hàng của Uniqlo với cái mức giá sale off là tầm 60-70% đi. Tiếp theo dọc Dano nha các bác, con này thì nó là hàng của Hàn Quốc nha. Mấy con áo polo của bẻ tầng dọc Dano nó bán đắt kinh khủng luôn, nó bán đến 2-3 triệu một áo. Con này form slim luôn nhé, form ống đứng nha. Cái ống quần của nó không quá rộng, không quá nhỏ, cái ống nó sẽ rơi vào tầm trung nha các bác. Và con này thì form ống nó đứng. Thì bác nào mà mình kiểu chân dài mặc mấy cái mẫu này đẹp, và cái người không có quá mập, con này bác nào mà người thanh mảnh nhé, người thanh mảnh mà chân dài mặc đẹp này. Con này vòng bụng là 78 cho em, vòng bụng 78. Bác nào mà cao tầm 1m7 lên nhé, mà chân mình đẹp, chân mình dài, chân kiểu thanh mảnh này các bác, cao một chút. Người dòng dọc cao mặc mấy cái form này đẹp lắm. Dọc Dano nhé, dọc Dano 250.000 nhé. Màu nâu đẹp lắm, độ mới rất là cao luôn. Đó, bác cứ yên tâm đi, kể cả thương hiệu lớn mà độ mới không cao bên em cũng không bán. Ngoài việc các bác chơi thương hiệu lớn thì cái độ mới nó cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Come Event Home, con này là hàng của Nhật Bản, một cái thương hiệu làm đồ cũng cực kỳ đẹp của Nhật nha các bác. Đó, con này thì các bác chỉ mua trên đồ si thôi, nó bán cho cái thị trường nội địa Nhật thôi, và nó xuất sang châu Âu thôi. Con này hai bên túi của nó có zip nha, đẹp quá. Cái zip của nó là zip của YKK này, đẹp lắm. Con này mới nguyên luôn nha các bác, hàng của Nhật Bản đấy ạ, chất nó cao cấp lắm. Con này không phải giới thiệu nhiều nha các bác, về nếu mà các bác nhận, các bác mua chuẩn size là chắc chắn các bác sẽ ưng, không phải giới thiệu nhiều con này đâu. Con này nó sẽ phối là bụng chun cho em nhé, phối là bụng chun nha các bác. Quần mới tinh nhé, quần nguyên mùi quần mới rất là thơm luôn nha các bác. Đó, thật ra kiện đồ si bây giờ nó khác ngày xưa rồi, bởi vì đồ si trước khi người ta đóng kiện, đóng vào một cái kiện để người ta bán nha các bác, thì tất cả những cái sản phẩm quần, ngoài những con quần mới nguyên, thì những cái con quần kia người ta cũng qua xử lý vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Nó thơm lắm, mở một cái kiện hàng hai hen hàng đồ si ra mà nó thơm ngát luôn các bác ạ, nó thơm ngát luôn. Đồ si nó lên một cái đẳng cấp mới rồi.
Đẹp quá, mới lắm nha. Con này là 250, D10. D11. Chứ không phải là một cái kiện đồ si mình mở ra mà nó bụi bặm, nó hôi hám kiểu mùi của quần áo cũ đâu các bạn ạ. Không có cái chuyện đấy đâu. Bởi vì kiện bên em mở ra thì toàn là những kiện tuyển thôi. Hàng nó còn là hàng tuyển hết, nó cực kỳ thơm, nó cực kỳ sạch sẽ luôn. Có những con nó còn nguyên tem mạc đấy các bạn. Đây này, ví dụ như mấy cái dòng sơ mi bên em mới mở này. Đó, các bác nhìn mấy con áo này thì ai nói là đồ si? Ai dám nói là đồ si đúng không các bác? Nó vừa có cái thẩm mỹ của cái sự hiện đại và nó vừa đẹp nữa các bác. Ai mà nói đây là đồ si đâu? Đó, nó thơm lắm nha, rất thơm, thơm. D11 lên cho bác một con CK này. CK nhé, chúng ta đến với hàng của CK. Đó, đẹp lắm. Con này quần kaki của CK này, tem mạc đẹp chưa? Con này là made in Philippines, chất cốt tông 100%, màu nâu, rất dễ mặc. Đó, đẹp quá. Con này bụng hơi lớn nhé, con này size hơi lớn, con này size phải tầm 36-38 đấy. Vòng bụng là 96 nhé, vòng bụng 96, dài 107, ống là 25. Con này thì bác nào phải tầm 90-90 cân, 90-90 cân nhé. Các bác lưu ý giúp em, con này size nó lớn lắm nha, vòng bụng nó 96-98 đấy. Thì các bác phải nghe rõ thông số cho em nhé. Còn nhận hàng vẫn được kiểm tra hàng, nhưng mà các bác lưu ý giúp em nhé, mình để giữ cái sự liên kết của người bán hàng và người mua hàng. Các bác lưu ý giúp em một cái sản phẩm thì các bác vui lòng để ý kỹ cái thông số, nghe cái sự tư vấn của bên em nhé. Đó, con này size lớn nha, size nó tầm 36-38, nhưng nó sẽ là hàng của CK, 250.000. Dòng này thì nó cũng rất là đẹp, màu nâu dễ mặc nhé. Nhận hàng và được kiểm tra hàng nên các bác cứ yên tâm. Với những cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn các bác nhận, các bác kiểm tra hàng, một là vừa vặn, hai là ưng thì các bác mới lấy nhé. Còn nói vậy thì nói thôi, nhưng mà các bác phải để ý vào những cái sự tư vấn của bên em nhé. Phải để ý thật kỹ giúp em nhé. Bởi vì một mã sản phẩm bên em là sẽ có một vài người đặt nhé. Để tránh cái tình trạng mình mua nhầm size rồi mua nhầm màu sắc, hoàn về nó mất công lắm các bác. Và khách của bên em nếu mà hoàn quá 3 đơn thì bên em sẽ xin phép không được phục vụ nữa đâu ạ. Con này là hàng của Gap nha các bác, quần túi hộp của Gap nha. Đẹp quá. Gap, con này nó cũng thương hiệu lớn đấy. Mua nó cũng đắt lắm, mua cũng đắt lắm nha, triệu mấy một quần đấy. Tem code là đầy đủ nha, quần túi hộp màu nâu, độ mới còn rất là đẹp, độ mới còn rất là cao. Form con này thì ống của nó cũng tầm form slim thôi. Bác nào mà thích mặc kiểu mà ống nhỏ đấy, người cao cao, rong ròng cao mặc với con này đẹp này. Đó, thương hiệu nó ra đời năm 1969 đấy. Vòng bụng con này nó sẽ là 12, vòng bụng con này sẽ là 80 nhé, vòng bụng 79-80. Quần chất cực kỳ dày dặn luôn. Còn túi hộp này thường các bác mua của Gap thì còn túi hộp nó sẽ bán đắt hơn quần kaki rất là nhiều đấy. Còn con này bán các bác mức giá là 230.000 thôi. Quần của Gap đấy nha bác, quần rất là đẹp. Đó, quần rất là đẹp nhé, 230. Tiếp theo này, 13, D13 lên cho bác một sản phẩm. Màu con này nó rất là đẹp, hàng của Uniqlo này. Cầm cái chất vải lên là biết rồi. Uniqlo con này là sản xuất cho thị trường Nhật Bản nhé, sản xuất cho thị trường Nhật Bản đấy ạ. Màu xanh rêu nhạt, mới lại. Quần con này thì siêu mới luôn. Con này cũng là form ống dụng, form ống suông đùi rộng nha các bác, form ống suông đùi rộng. Mấy con này các bác mặc đi làm thì nó thoải mái này, nó cực kỳ mát nhé. Cái chất cốt tông này nó mát lắm, nó thấm hút mồ hôi đó. Con này nó có lỗi nhỏ nhé, nó hơi sần sần một chút ở phía sau, hơi sần sần chút phía sau. Không biết cái này giặt có sạch không, hoặc các bác nào có biết cách xử lý không. Nó sần nó để lại một cái vết trăng trắng sần sần tầm khoảng hơn một cm ở phía sau này. Đó, các bác thấy không? Con này không biết các bác xử lý được không? Thôi con này bán bằng nửa giá nhé. Con này để cho các bác 150.000 đi, 150.000 đi. Con này quần mới lắm, con này quần chưa có ai sử dụng đâu. Nó còn rất là thơm, rất là sạch sẽ. Nhưng mà cái này là chắc do tác động của ngoại lực thì nó mới để lại cái vệt này thôi, chứ người ta chưa có mặc quần này đâu. Nó mới tinh luôn đấy ạ, 150 rồi nhé, 150 rồi, 150.000. D13, D14 cái này màu đẹp này. Cái này màu dễ mặc, mặc sang này. Các bác mặc đi vào mấy cái sự kiện nó trang trọng một chút thì rất là đẹp nhé. Chúng ta đến với một cái sản phẩm của Nhật Bản luôn. Con này nó sẽ là hàng của, tên khó đọc quá, Mac Grego này. Đó,
Đó, con này thì thường cốt hay tem nó sẽ để ở phần túi. Đâu người ta? Để em tìm cái tem cốt cho các bác nhé. Thì con này là hàng của Nhật. Đó. Thương hiệu ra đời năm 1921 đấy. Màu đẹp hóa, chất kaki cực kỳ dày dặn nhé. Cái này bác nào mà vòng bụng 80 lấy. Vòng bụng 80 cho em nhé, size nó rơi vào tầm size 30. Vòng bụng 80 nhé, vòng bụng 80. Còn còn đẹp lắm. Này, form ống đứng này. Đẹp chưa? Màu này nó sang lắm các bác, tìm cái màu này nó cũng hơi bị khó đấy. Đó. Đẹp quá. Bụng 80 nhé, 250.000. D15 lên cho bác con Uniqlo, con này thì chất đẹp lắm, chất nó dày dặn lắm. Nó vẫn là cái dòng Uniqlo của thị trường Nhật Bản. Màu đẹp chưa? Nó vẫn là cái form ống suông ống rộng nhé. Mấy con này thì cái form nó quá đẹp cho các bác rồi. Form quá đẹp rồi. Màu rất là dễ mặc luôn. Đó. Màu kiểu màu trắng ngà đấy, màu trắng ngà ấy. Mới lắm. Quần nó rất là thơm luôn, quần nó rất là thơm nhé. Con này vòng bụng sẽ là 90, vòng bụng 90 nha. Form ống suông ống rộng. Form ống suông đùi rộng. Mặc mùa hè thì nó thoáng nó mát, các bác mặc đi làm, đi chơi rất là ok. Đó. Thế này thôi là ổn rồi. Quá là ổn cho một con quần kaki rồi đúng không các bác? 250 vậy ạ, vòng bụng 90. D16 lên cho bác một sản phẩm của Uniqlo, đẹp quá. Vẫn là form ống suông đùi to này, form ống suông đùi rộng nhé. Form ống suông đùi rộng, vẫn là cái phối màu khá là dễ mặc luôn. Đó, mấy con này thì khỏi giới thiệu nhiều. Vòng bụng 80 luôn cho em nhé. Vòng bụng 80 vẫn là hàng Uniqlo. Các bác cứ mặc định, coi như là các bác đang mua hàng Uniqlo với mức giá sell off là tầm 70% đi. 70% đi. Coi như các bác đang săn sale mua hàng của Uniqlo đi, chứ không phải đi mua đồ si nữa. Đó. Uniqlo này, size trên quần là size L luôn nhé. Con này màu nâu. Này màu nâu. Đó, và thực sự em cũng rất thích dùng những cái sản phẩm của Uniqlo. Thứ nhất là nó cái giá nó khá là bình dân, và thứ hai là cái chất lượng sản phẩm nó khá là cao. Nó khá là cao nhé. Cảm giác khi các bác bỏ 1 triệu thôi hay là hơn 1 triệu ra, các bác mua một con quần của Uniqlo, các bác cảm thấy nó rất là xứng đáng với cái số tiền. Đó. Uniqlo nhé. Con này vòng bụng nó sẽ là 86 nhé, co giãn ra 94. Mã D17 màu nâu rất đẹp. Con này form ống suông ống rộng này, form ống suông đùi rộng này. Con này phù hợp với bác nào mà mình đang tìm con quần kaki mà nó mặc cảm giác nó linh hoạt đấy. Con này thì các bác khỏi phải mang thắt lưng. Mặc dù thì nó vẫn thiết kế những con đĩa các bác để các bác đeo thắt lưng, nhưng con này nó là bụng chun và có dây rút đấy. Mấy con này các bác mặc ở nhà, mặc đi chơi cũng được. Nó tiện các bác ạ, và nó cực kỳ thời trang luôn nhé. Nó cực kỳ thời trang luôn nhé. Nhìn nó vẫn rất là khỏe khoắn, ở đây nó thiết kế một cái đai này. Nhìn cảm giác quần nó thiết kế rất là khỏe khoắn, chất liệu thì siêu đẹp. Chất rất đẹp, form ống suông ống rộng. Form ống suông đùi rộng. Con này để các bác cũng giá 250 đấy nhá, 250. Cái form này nó hiếm lắm, một cái kiện bên em khui ra chắc được tầm 2-3 con cái form này thôi. Bởi vì mấy cái form này, mấy cái thiết kế này thì nó mới ra, nó mới sản xuất trong một vài năm gần đây thôi. Chứ không phải mấy cái dòng cũ đâu, chất nó dày dặn lắm. D18 lên cho các bác con quần túi hộp. À, con này không phải là túi hộp đâu, nhưng mà nó thiết kế rất là nhiều túi với cái zip ở phía trên quần này, nó tạo ra con quần cảm giác nó rất là khỏe khoắn luôn. Đẹp chưa? Con quần này thì nó là hàng của Uniqlo luôn đấy, nhưng con này nó sẽ là hàng xuất châu Âu đấy. Đó, Uniqlo thì nó cũng rất là nhiều dòng nhé, nó cũng rất là nhiều dòng nha các bác. Con này là dòng xuất châu Âu thì tem nó mới như thế này này. Đẹp lắm, con này form nó đẹp. Kiểu nhìn nó bụi bặm, khỏe khoắn đấy các bác. Con này vòng bụng 82 này, vòng bụng 82. Đó, cái phối của nó rất là ngầu. Đây. Vòng bụng 82, chất cốt tông cực kỳ cứng cáp nha các bác. Đó, con này các bác sử dụng vào, các bác đi chơi, đi cà phê, cà pháo với bạn bè. Nhìn nó đẹp, nó ngầu, nó thời trang. Và cực kỳ khỏe khoắn nhé. 250.000 nhé, vòng bụng 82, mã D18 cho em này. Đẹp lắm, mấy cái dòng này nó cũng hiếm lắm, không phải nó nhiều. D19 lên cho bác một con quần quần công sở nhé, quần tây, nó vẫn là hàng của Uniqlo luôn. Nó sẽ phù hợp với bác nào mà mình thường xuyên phải mặc quần tây mà không có thời gian mình đi mua vải, không có thời gian đi may đo đấy. Thì các bác mặc mấy con hàng nó may sẵn như thế này thì nó cũng rất là đẹp.
form dáng của nó thì cực kỳ chuẩn chỉnh luôn, và cái chất liệu vải của nó cũng thuộc vào cái vải khá là cao cấp đấy. Đó, mới lắm, như quần mới luôn, không một vết xước nhé. Nó sẽ là dòng Uniqlo tem đen, đẹp lắm các bác ạ. Form này form đẹp, form cũng đứng này, form form này thì ai mặc cũng được, mới lắm, hơi dính bụi tí thôi nhé, nhưng nó còn mới tinh luôn đấy. Quần quần công sở thì bán các bác mức giá là 230 thôi nhé, vòng bụng 86, vòng bụng 86 hoặc là vòng bụng 87 bạn cũng được nhé. Bởi vì quần thì bên em sẽ đo lui lại một phần, thông số bên em báo cáo với các bác nó sẽ lui lại một phần nhé. Bởi vì quần gần bên em tư vấn với cái thông số bên em đưa ra thì gần như là bác nào cũng vừa hết. 100% khách hàng nhận bên em thì đôi khi chỉ có một hai đơn là bị nhầm sai hoặc là bị không vừa thôi, do các bác không chú ý đâu. Chứ thực ra quần bên em đo thông số nó chuẩn chỉ gần như là từng cm rồi, nên cái chuyện mà không vừa quần gần như là không có, bởi vì bên em dành rất là nhiều thời gian ra để đo đạc thông số sản phẩm. D20 này, con này chất của nó cũng rất là đẹp nhé, nó là hàng của thằng Bách Number đó. Các bác mà chơi hàng thì các bác cũng phải để ý mấy cái thương hiệu như thế này này, cái chất liệu và cái quần của nó làm cực kỳ tử tế các bác, đẹp lắm. Màu này, cái màu này thì nó cũng thuộc vào cái gam màu hiếm đấy. Phía sau nó phối cho các bác một cái đai, nhìn cảm giác nó khỏe khoắn hơn hẳn luôn, đúng không? Form đẹp quá, form rất đẹp nha, form con này là ống đứng, ống đứng nhé, đẹp lắm. Bác nào mà cao tầm 1m75 đấy, cao 1m75, nặng tầm 70-75 cân mặc con này thì hết ý luôn. Mặc mấy cái dòng như thế này các bác mặc bên trên quần áo jean thì cảm giác nó tạo ra một bộ đồ nó rất là mạnh mẽ, rất là khỏe khoắn. Bạch nằm vừa, đẹp chưa? Con này mới tinh nhé, mới tinh, phối đẹp lắm. Quần nó cái độ hoàn thiện trong cái gia công của nó gần như là tuyệt đối luôn. Còn nếu mà các bác không thích cái đai này thì các bác có thể ra thợ may người ta cắt đi cho, nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của quần đâu, nhưng mà em nghĩ các bác nên để lại nhé, mặc nó sẽ ra hồn của con quần này hơn. Đẹp lắm, mới lắm nhé, 250. Đây lên cho bác con quần cuối hộp của Edwin nhé. Con này thì Edwin nó một cái thương hiệu làm thời trang, làm và đặc biệt là sản phẩm, những cái sản phẩm liên quan đến đồ gym của thằng Nhật Bản, nó cũng bán rất đắt. Mấy con quần này các bác mua mới của Edwin thì đâu đó 1.8 triệu trên 2 triệu một quần. Còn kaki thì chắc nó tầm 1.6-1.7 triệu thôi. Con này nó sẽ là phối túi hộp đấy ạ, và nó cũng là dòng đặc biệt, dòng cao cấp đấy. Đó, các bác nhìn những cái chi tiết nhỏ nhất trên con quần là các bác biết rồi. Zip, bản zip rất lớn luôn. Màu sáp thì cũng rất là đẹp, nó chỉnh chu từng những cái đinh tán ở trên quần luôn. Dòng Edwin này thì nó cũng là dòng Edwin đặc biệt đấy. Con này các bác mặc thì nó sẽ rất là ngầu. Con quần này form quần nó kiểu cong cong hình quả chuối như thế này này. Đó, cái ống của nó sẽ cong cong hình quả chuối nhé. Còn cái form này em chẳng biết gọi là cái form quần gì đâu, nhưng mà em thấy con này thì phối màu với tất cả mọi thứ của con quần nó rất là chỉnh chu luôn, nó rất là đẹp nhé. Bác nào mà biết mặc cái form quần này thì có thể lấy này. Form quần em thấy nó cong cong kiểu hình quả chuối. Vòng bụng 82 xem mã D21. D21 nha các bác, 250.000 quần còn rất là đẹp. Quần túi hộp thì các bác, quần túi hộp ấy, thường nếu mà quần túi hộp bên Gamma Lam lạc ra mà để lên một tag line của quần túi hộp thì giá bán nó sẽ không có mức giá như thế này đâu. Nhưng mà như đã nói rất là nhiều lần rồi, một cái kiện hàng mà mở ra được cái sản phẩm gì thì em sẽ bê nguyên cái lô hàng đó lên bán trên line cho các bác, bất cứ dù cho nó là bất cứ cái thương hiệu gì, hàng nó có hiếm nó có vip đến đâu thì cũng bán luôn cho các bác luôn ở trong tag line thôi nhé, không có giữ lại làm gì. Mặc dù những cái mã sản phẩm siêu vip ở trong cái lô hàng em có thể tách ra bên em bán lẻ hàng giá cao rất là nhiều. Con này của thằng Inio nhé, Inio hàng của Nhật Bản. Con này thì nó sẽ là dòng chơi golf, dòng golf nha. Cái dòng golf thì sờ vào cái chất liệu là hoàn toàn khác biệt luôn. Đó, màu đẹp quá, quần mới nguyên, quần rất mới, quần rất là thơm luôn nhé, màu xanh rêu. Các bác nhìn cái độ mới quần này, con này chắc chắn là quần mới rồi. Quần chất đẹp chất, nó giống như là quần tây đấy, nhưng mà em cảm giác nó sẽ là kiểu như là chất kaki mỏng đấy, kaki mỏng. Nhưng nó phối được kiểu chơi gốc thì thôi các bác cứ mặc định con này là quần tây đi, quần âu đi nhé, màu xanh rêu phối đơn giản thôi. Con này chất liệu rất là đẹp, mặc nó sang.
vòng bụng 80 cho em mã này, vòng bụng 80 nha các bác, vòng bụng 80. Con này nó sẽ là size vòng bụng 80. D22. D23 lên cho bác một con quần quần Âu, quần Tây của nhà Uniqlo Form Slim Fit. Chất con này cũng rất là đẹp, nó mỏng các bác, nó mỏng, nó nhẹ. Mặc mùa hè mình mặc đi làm thì nó cảm giác thoải mái. Các bác mặc đi tiệc cũng được, bởi vì quần nó còn rất là đẹp, rất là mới. Phối màu là màu xanh rêu nhạt. Con này là hàng kiểu hàng ba tem đấy, nó cũng là thuộc là hơi hướng là cái dòng gỗ, cái chất nó đẹp lắm, chất nó đẹp. Con ống slim này, con ống slim, bác nào mà dáng dọc cao mà chân nhỏ chút mặc mấy con này quá đẹp, cực kỳ tôn dáng nha. Dòng quần tây này thì bác nào không có thời gian thì các bác cứ mua sẵn như thế này về mà dùng luôn này. Vòng bụng 82 D23. D24 con này thì nó giống như là quần jean này. Con này thì nó sót ở trong Calai hôm trước này. Sót Calai hôm trước, con này thì đẹp lắm, không biết vì sao các bác lại không lấy mã này, bởi vì nó cũng thuộc vào cái gam màu hiếm của quần đấy các bác. Vòng bụng là 84 nhá. Và đặc biệt con này là vòng bụng nó co giãn này, mặc nó sẽ rất là thoải mái luôn. Đó. Các bác mặc mấy con này đi làm thì bao thoải mái luôn, mặc thời trang thì nó cũng rất là đẹp, form cũng đứng nha. Con này form cũng đứng. Bác nào mà mình thân hình mà dong dọc cao mặc thì cực kỳ tôn dáng luôn. Đặc biệt bác nào mà kiểu chân dài một chút. Con này cao cỡ 1m6, 1m7, 1m6 cao trên cao tầm 1m68 trên 1m7 mặc là đẹp này. 230 nhé. Con này cao lai trước mình em bán 250 đấy. Con này đẹp lắm, rất là đẹp luôn, cái chất liệu của nó cực kỳ đẹp. D24 này, màu này thì cũng thuộc có gam màu hiếm mà, với cái màu này khu ra nó đâu có nhiều. D25 đây rồi. Con này thì siêu phẩm. Lên cho bác thêm một con Diesel nhé. Đó, lên cho bác thêm một con quần kaki của Diesel. Con này made in Morocco, hàng chính hãng 100% luôn. Con này thì hệ thống cúc của nó sẽ làm giống như cái thằng Levi 501 kiểu cúc gài như thế này ở cái hệ thống này. Đó, logo toàn bộ cúc, hệ thống cúc dập logo 100% của Diesel luôn. Diesel form đẹp lắm, con này form nó rất là đẹp, siêu phẩm đấy các bác. Con này em bán cho các bác 1 triệu các bác có mua? Con quần này em bán cho các bác 1 triệu là các bác có mua không? Form ống suông nhé, ống suông ống rộng đấy, chất của nó thì không quá dày, không quá mỏng đấy. Con này thì mặc theo cái phong cách là thoải mái, mặc thoải mái. Vòng bụng con này sẽ là 88, vòng bụng 88 nhé, vòng bụng 88 nha các bác. Rồi em báo giá nha, em báo giá này. Diesel thì thực ra trong thị trường đồ si mà khui ra nó cũng không có quá hiếm, nhưng mà để tìm được một con mà nó có cái độ mới như thế này, cái form quần như thế này thì nó hiếm lắm. Con này thì bác nào chơi thì nếu mà bác nào mà kiểu đam mê cái dòng Diesel của thằng Ý ấy, thì chắc chắn các bác biết sẽ biết cái giá trị của nó đến mức độ như thế nào. D25 vòng bụng 88, con này bên em chốt cho các bác mức giá là 350.000 cho con Diesel này nhé, 350.000 thôi. Đó, chia sẻ cho các bác để con chơi. D26 này, lên cho các bác một sản phẩm của nhà Uniqlo nhé. Con này thì vẫn là cái form quần ống suông đùi to, ống suông đùi rộng thôi. Đó, vẫn là cái form quần cuốc lưng cho các bác mặc của mình đi làm đi chơi này. Chiếc cốt tông dày dặn lắm, vẫn là cái phối màu siêu phẩm. Phối màu siêu phẩm. Cái này bụng 82, 250.000, chất dày dặn lắm nhỉ. 27, D27 lên cho bác một con hàng của Uniqlo bằng tem đen nhé. Uniqlo bằng tem đen. Chất con này thì không quá dày, không quá mỏng, mặc mùa hè cho em là bao đẹp, quần mới 99% luôn. Con này phối của nó sẽ là phối túi hộp nhé. Phối túi hộp hai bên nha các bác. Đó, quần là quần phối túi hộp nha, chứ không phải là một con quần trơn đâu. Con này vòng bụng là 94, vòng bụng 94, để cho bác giá 250.000 thôi nhé. Quần túi hộp của Uni. Đó, quần túi hộp của Uniqlo nhé. Con này có dây rút này, đẹp lắm. Mấy cái dòng này là mấy cái dòng nó mới sản xuất đấy. Các bác mua mấy con quần túi hộp này thì nó phải 3-4 triệu, không rẻ một chút nào được.
D27, D28 này, con này bị sót ở trong Gia Lai trước cũng không hiểu vì sao luôn. Các bác ấy, bây giờ chẳng thích hàng hiệu nữa rồi. Các bác sang quần mua quần bây giờ các bác chẳng để ý đến hàng hiệu đó rồi. Con này là hàng của Levi đấy. Cái bản này nó được sản xuất tại Nhật Bản đấy các bác ạ. Hàng Levi của Nhật đấy ạ. Màu xanh rêu, size quá là đẹp luôn. Hay các bác bị nhầm à? Hay sao mà cái like trước các bác này để sót con này. Dòng Levi Official của thằng Nhật Bản đấy. Màu xanh rêu đẹp như thế này mà để rớt đai này. Phía sau nó cũng thiết kế cái đai nhìn nó khỏe khoắn mạnh mẽ lắm. Form ống suông ống rộng nhé. Form ống suông đùi rộng. Form ống suông đùi rộng này. Con này khoảng bụng 80. Con này thì bên em sẽ không giảm giá đâu. Nếu mà không bác không lấy thì bên em để em treo em sưu tầm. Tại vì một con lai nó sót lại 1-2 con thôi. Không có nhiều. Mà con này sót lại 2 con đẹp nhất trong cái kiện cái kinh chứ. Con này mã D28 cho em nhé. 250.000 bụng 80 con Levi Official. Con này là form ống rộng đùi to nhé. Ống rộng đùi to. Đó. 250. À đây, sót thêm một con này nữa này. Cả lại chưa có bị sót con này luôn, buồn cười thật. Con này nó là hàng của The North Face luôn chứ các bác. Đó. Sao các bác này để sót lại con này đến ngày hôm nay à? Tem của nó là tem Nhật đấy. Cái dòng này nó cực kỳ hiếm luôn đấy ạ. Cúc được dập hiệu của The North Face. Phía sau nó cũng có một cái white tag của The North Face phía sau này. Form ống suông ống rộng, quần còn rất mới, rất đẹp luôn mà các bác bỏ qua mã này. Vòng bụng 78 nha, con này form ống suông luôn, đùi rộng, form ống suông đùi rộng nha. Vòng bụng 78, con này thì sale. Con này sale còn 230 nha, 230, The North Face. D29. D30 lên cho bác một sản phẩm của nhà Gu. Con này là hàng của Mỹ này, con Gu đến từ Mỹ nha. Gu Sport đấy. Con này made in Indo này. Các bạn nhìn cái phối màu của quần này nó sang lắm. Con này là quần Âu nhé, quần Âu mới 100% nhé, mới 100% luôn. Form ống suông đẹp chưa, cái màu siêu phẩm, màu này là màu siêu phẩm nhé. Nó cũng là một trong những gam màu cực kỳ hiếm luôn. Nó là màu nâu, những cái màu nâu này nó hiếm lắm, nó không giống như mấy màu nâu kia đâu. Chất nó đẹp lắm, chất nó siêu đẹp luôn. Các bác phải lấy con này. 230.000 nhé. Quần Âu thì bên em sẽ bán rẻ hơn 20.000. Bụng 88, D30, màu đẹp lắm. Các bác lấy con này các bác không hối hận đâu. Nó xứng đáng từng đồng từng xu một đấy ạ. D31, con này cũng đẹp này. D31, con này Uniqlo, chắc chắn này. Vẫn là form ống suông nhé, form ống suông đùi rộng này. Form ống suông đùi rộng nhé các bác nhìn cái màu của nó này. Quần nó mới một cách hoàn hảo luôn, mấy con này chưa có người mặc đâu. Quần nó rất là thơm nhé. Quần rất là thơm luôn. Và phía sau túi nó tất cả các quần nó đều có cái cúc này để các bác giữ đồ nhé, chứ không phải nó không có cúc đâu. Con này vòng bụng 85, màu đẹp lắm. Con này nó rất là mới. Vòng bụng 85. 250. D32 lên cho bác một sản phẩm nhà H&M. Đó, chúng ta đến với một sản phẩm của H&M nhé. Form skinny nhé. Form skinny. Rồi, con này made in Mexico. Size là size 30 nhé. Size 30. À đâu, con này made in Bangladesh, Mỹ. Sản xuất tại Mỹ nhé. H&M, một cái thương hiệu của Mỹ. Con này nó cũng là form ống đứng luôn. Form slim đấy các bác. Phù hợp với bác nào mà người mình rong ròng cao. Rong ròng cao. Cao chi 1m7. Người mình kiểu gầy gầy một chút hoặc đẹp. Nói chung bác nào mà người nhỏ gọn mà mình cao mặc mấy cái form này nó đẹp lắm. Nó tôn dáng lắm. Mấy con quần như thế này các bác mặc cái sơ mi nó cũng rất là đẹp nhá. Và hàng của H&M thì các bác biết rồi, nó bán cũng đâu có rẻ đâu. Mấy cái dòng này thì nó toàn bán ở trong những cái trung tâm thương mại lớn, chứ nó đâu có mở shop ở ngoài đường đâu. 33 D33 lên cho bác một sản phẩm của thằng Mentos. Con này size 32 nhé, hàng của Nhật Bản, hàng Nhật nhé. Nhưng mà con này hàng của Mỹ, được gia công tại Nhật nhé. Con này hàng thương hiệu của Mỹ và được gia công sản xuất tại Nhật Bản. Quần mới tinh. Vòng bụng 80 nha các bác, vòng bụng 80. Con này ở mã D33, form ống suông ống rộng, vòng bụng 80. Đẹp lắm, cái chất cốt tông đẹp lắm. Con này form ống suông đùi rộng nha. À, con này em thấy rồi, con này có bị lỗi đấy. Đây, trên quần nó có một vài vết bẩn li ti như thế này. Về gấp giặt cho em nhé. Và con này bán được nửa giá.
150.000, đây 33 nhé, vòng bụng 80, form bóng suông đùi rộng này, vẫn là cái form quốc dân cho các bác, hàng của Mỹ ấy. Quần thì rất là mới luôn, các bác về các bác mình gông mình giặt mấy cái vết bẩn ra cho em là nó thành con quần mới nhé, tại vì em cũng không có thời gian nhiều để xử lý với khách, bên em bán bằng nửa giá cho bác luôn. D34 lên cho bác một con Uniqlo, vẫn là hàng của Uniqlo, màu nâu nhạt nhé, vòng bụng 79, vòng bụng 79 nhé, con này form bóng suông đẹp lắm. Con ống suông rất là đẹp luôn, màu cũng rất là dễ, mặt hàng Uniqlo mới tinh, mới tinh và thơm nguyên mùi quần mới đấy, thơm ạ. 34 D35 lên cho bác một con banana Republic đó, một cái thương hiệu cũng của Mỹ luôn, đẹp lắm. Mấy con này các bác mặc vài năm mà chưa phải thay quần, thật sự nó rất là bền, tiền nào của đấy, made in Egypt nhé. Nói chung mấy cái con quần bên em bán cho các bác nguyên toàn bộ cái sản phẩm quần ở đây, không con nào có giá dưới 1 triệu nếu mà các bác mua mới đâu ạ. Banana Republic size 29 nhé, size 29, size trên quần này là size 29, và bụng chuẩn bên em đo ra được là 78 nhé. Con này vẫn là form ống đứng, form slim, màu siêu đẹp, vẫn phù hợp với bác nào mà có cái dòng dòng cao một chút, mặt đẹp, tem cốt là Myanmar rất là nhiều luôn. Made in Egypt nhé, Ai Cập, sản xuất tại Ai Cập nhé, đẹp lắm các bác, còn rất là mới. Mấy cái dòng này mà các bác mua không biết mua ở đâu, nếu mà các bác đặt hàng online thì chưa chắc nó đã có. Mấy cái thương hiệu này đâu bán ở Việt Nam, nó vẫn bán nhưng mà mình mua, các bác mua nó khó và giá nó cao. Uniqlo này, bởi vì nó bán mới đến 1.4 triệu, 1.5 triệu, thà cái số tiền đó các bác mua mấy cái thương hiệu khác còn hơn, mua mấy cái Lacoste mặt còn sướng hơn. Uniqlo nhé, và Lacoste các bác mua mới nó đâu có rẻ đâu. Nói chung là các bác chơi đồ si thì càng chơi thì càng nghiền, bản thân em bán về em còn nghiền mà nói gì các bác mua. Bởi vì trước khi bên em bán, trước khi em bán đồ si thì em cũng làm cái thằng rất là nghiện đồ si luôn, rất là đam mê. Vì trước kia là bên em đâu có làm cái nghề này đâu, trước bên em làm theo nghề du lịch, nhưng mà chơi dần nhiều quá nghiền các bác ạ, quá nghiền. Nói chung là thời trang mà mặc đẹp thì ai mà sẽ thích được mặc đẹp, đúng không ạ? Mặc đẹp mà ai sẽ thích mặc đẹp. D36 vòng bụng 86 nhé, vòng bụng 86 cho em. Con này nó rất là quần tây nhé, và chất nó rất là cao cấp, nó là hàng Uniqlo, quần rất là mới nhé, chất nó đẹp lắm. Thường các bác mua, các bác đi may quần, các bác mua một suất vải nó đã vài trăm nghìn, chưa tính công may đo. Nhưng mà thực sự là nếu mà là quần tây thì nếu mà đẹp nhất thì các bác may đo thì nó vẫn ra form đẹp nhất, đúng không các bác? Tại vì thường quần tây thì em chỉ có đi mua thôi chứ chưa bao giờ em đi may đo cả. Nhưng mà em nghĩ nếu mà các bác chơi quần tây, các bác thường xuyên mặc quần tây, nếu mà các bác đi may đo thì nó vẫn cái form của nó vẫn đẹp hơn mà, đúng không? Con này hàng Uni mới lắm, chất nó sang lắm nha. Quần tây thì để các bác giá là 230, vòng bụng là 86. D37 tiếp tục là một con quần tây, con này thì chất mỏng nhẹ sang, mặc mùa hè xem thì mát mẻ nhé. Nó vẫn là hàng của Uniqlo thôi, mới lắm, tem cốt thì rất là nhiều, tem đen nha các bác. Con này vòng bụng là 80, phối kẻ caro màu đó, sang chưa, sang lắm. Mấy con này các bác mặc đi tiệc chưa? Mà mấy cái dòng này các bác mặc nó bền, nó giữ form lâu và cái vải nó sẽ rất là bền. Nói chung là các bác giảm mặc trong tầm 1 năm hay hơn 1 năm thì bác cứ giặt giũ thoải mái đi, tuổi thọ của nó ít nhất cũng phải là trên 1 năm đó. Em sử dụng qua rồi thì bên em mới dám nói cho các bác như vậy nhé, chứ không phải là sản phẩm em bán em tâng bốc đâu. Bởi vì cái thương hiệu Uniqlo thì vì sao nó phát triển kinh khủng đến mức như vậy, thứ nhất là giá bán nó tốt, và thứ hai cái chất lượng sản phẩm nó mang lại cho người tiêu dùng là quá là ok rồi đó. Đây, màu đẹp lắm, 230.000, D37. D38 nên cho các bác con kaki, con này thì chất nó không quá dài, độ dày nó vừa phải, mặc thì nó linh hoạt, nó thoải mái. Con kaki này thì nó vẫn là hàng của Uniqlo thôi nhé, nó vẫn là hàng của Uniqlo thôi, Uniqlo này. Con này vòng bụng là 86, vòng bụng 86 nhé, con này để cho bác mức giá là 200 đi, 200 nhé, vòng bụng 86 còn rất là đẹp. Các bác mua vài con mà đi làm đi, mình mua vài con mình mặc mình đi làm,
mình mặc đi chơi đó, không bao giờ lỗ được, không bao giờ lỗ được. Rồi con này vòng bụng là 86 D 38 các bác, D 38 xem bao nhiêu phút được, 50 phút được ạ. Em like nhanh cho các bác nhé, like nhanh cho các bác. D 39 con này thì chất sang luôn, chất rất đẹp. Đó, các bác nhìn chất không? Con này nó dính một chút bẩn, bẩn này là bẩn bụi nhá, chứ không phải là bẩn ố đâu. Con nào bẩn ố thì bên em sẽ giảm giá nửa giá cho bác luôn đấy. Còn con này các bác giặt bình thường nó sẽ sạch được. Cốc này là họa tiết đẹp chưa? Con này hàng của Nhật Bản luôn nhé. Sản xuất gia công tại Trung Quốc nhé, nhưng mà tem của nó vẫn là tem Nhật. Đây, nó của thằng 23 Gold Sport. Con này thì nó bán cũng rất là đắt đấy, 1.2-1.3 một quần. Phối đẹp lắm. Con này phía đặc biệt phía sau nó phối rất là thời trang này. Các bác thấy phần phía sau nó phối không? Màu xám lông chuột nhé, xám lông chuột. Con này đẹp nhé, nói chung con này là đẹp. Đó, 250.000 nha các bác, 250.000, bụng 80, con này mới nguyên, mới tinh luôn. Vòng bụng 80 nhé, bác nào vòng bụng 80 lấy con này cho em. Chất của nó giống như là chất cốt tông mềm lắm. Nó rất là mềm nhé. Đó, bác nhìn cái chất này. Mặc vào bao sang, mặc với sơ mi cho em cũng được nhé. Mặc sơ mi cũng được nhé. Con kaki mỏng này, con kaki mỏng này form cũng đứng cũng rất là đẹp này, màu xám lông chuột mới tinh. Đó. Mấy con kaki mỏng này các bác mặc mùa hè cho em là đẹp này. Nó là Uniqlo tem đen đấy. Form 78 nhé. Đẹp quá. Mấy con này các bác mặc đi ăn cưới quá. Các bác mặc đi ăn cưới cho em cũng được nhé. Form là form slim fit, màu xám lông chuột, siêu đẹp luôn. Mới tinh. $250 nhé. Con này chất kaki mỏng nhé, chất kaki mỏng 250.000. Tiếp theo này, D41 lên cho bác một sản phẩm của nhà Uniqlo. Con này nó cũng là phối quần tây nhé. Con này quần tây nhưng mà chất nó cũng rất là đẹp. Các bác nhìn cái bụng của nó này, bụng của nó thì làm một cái hệ thống cái chất co giãn nhẹ phần bụng này, mặc nó mang lại cảm giác thoải mái nhất có thể nhé, chứ nó không phải là phối kiểu cảm chết 100% đâu. Con này thì bụng nó sẽ có cái độ co giãn nhẹ, các bác mặc thì nó sẽ rất là thoải mái. Con này quần tây chất liệu dày dặn, màu siêu sang, màu rất là sang của Uniqlo nhé. Đó, con này thì để cho bác giá 230, bụng là 84 nhé. mới lắm nha, bụng 84 230. Rồi lên cho bác thêm một con quần chơi golf này, con này thì nó cũng gọi là siêu phẩm đấy, theo em nó là một con siêu phẩm đấy. D42 nhé. Con này nó là hàng của thằng Tobi, hàng của Nhật Bản nhé. Con này thì nó sẽ thiết kế theo kiểu là dòng chơi gốc. Quần nó form thì các bác cứ mặc định nó giống như là cái form quần tây ấy. Quần tây, chất này thì chắc là chất polyester này. Các bác nhìn trên vải của nó không? Nó thiết kế những cái lỗ thoáng khí này. Đó, cái giá trị của nó là một đó. Màu của nó cũng rất là đẹp. Con này phối trơn, phía sau có một cái logo của thương hiệu B-Tour đó. Đẹp lắm, con này các bác mặc chưa thể dục thể thao cho em cũng được, các bác thậm chí mặc đi tiệc cho em được nhé. Còn bụng 96, chất của nó thì không quá dày, chất mỏng, nhẹ, mát nhưng mà nhìn rất là sang. Còn bụng 96, D42, 250.000. Tiếp theo, D43, con này mới tinh, còn Uniqlo. Form của nó sẽ là form ống ruộng, ống suông đùi rộng nhé. Con này vòng bụng 96, vòng bụng 96, size nó tầm 36 ấy. Form ống suông đùi rộng nhé, form ống suông đùi rộng, con này mới tinh. Con này như một con quần mới luôn, con này hôm đấy em khui ra thì nó còn nguyên trong cái bì, cái đồ, cái bọc đựng đồ của Uniqlo luôn. Này, mới tinh luôn nhé, con này mới nguyên. 250 nhé, 43. 44 lên cho bác một sản phẩm của thằng Ivan, hàng của Nhật Bản luôn, kaki màu đẹp, dễ mặc, dễ dùng. Đó, hàng Nhật Bản nha các bác, em cốt Nhật này, hàng của Ivan. Cái này nó làm đồ cũng rất là đẹp, làm đồ cũng rất là đẹp. Mấy cái này các bác mặc thì thật sự vẫn rất là bền. Quần kaki màu đẹp chưa, mới lắm. Form ống suông ống rộng nha, rất là thích cái form này. Cái form này bán rất là dễ, rất là dễ, bởi vì cái form nó dễ mặc mà các bác. Nó là cái form gần như là đẹp nhất của quần kaki rồi đấy. Form nó hơi hướng kiểu cổ điển.
rất là nhiều bác thích bạn với cái form này, và mặc nó thoải mái, cảm giác nó thoải mái, nó linh hoạt, nó mát, cái mặt nó không có gò bó. Mỗi người một gu. Màu đẹp quá, 250.000 quần rất mới nhé. Mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay này, mã quần cuối cùng nha các bác. Lên cho các bác một sản phẩm của Uniqlo, con này là dòng sắc châu Âu này, Uniqlo nhé. Mới lắm, cái này mới tinh nhưng con này nó cũng dính bẩn rồi. Đó, con này cũng dính bẩn rồi. Con này để cho bác mức giá là 130 nhé, về giặt đi cho em, về giặt đi cho em nhé, bán cho bác mức giá là 130.000 thôi. Quần form ống suông ống rộng nhé. Form bụng con này là 94. Quần rất là mới. Đây, dính mấy cái vết bẩn này các bác phải ngâm giặt là sạch mà. Nó không phải là vết mực đâu, nó không phải là vết mực hay mấy cái vết mà mấy vết bẩn cứng đầu đâu. Đó, mấy cái vết này các bác phải ngâm là sạch nhé, không các bác mặc đi làm thì ăn được. 130.000. Mã D45 130. Rồi đây cũng là cái lô sản phẩm, cái hàng cái sản phẩm cuối cùng trong cái lô hàng ngày hôm nay rồi nha các bác. Có thể thì ngày mai bên em sẽ lên cho bác những cái mẫu sản phẩm áo sơ mi và những quần áo thun của mẹ nhé. Vì em cũng mới làm xong một kiện. Đó. Sơ mi ngày mai nó cũng đẹp lắm nha các bác. Sơ mi có lên cho bác một vài con. Tông mì sơ mi trắng mới tinh luôn. Mấy con này nữa này. Nói chung hàng ngày mai chắc nó cũng không có nhiều, nó tầm 20 mấy 30 mấy mã được. Rồi, em xin cảm ơn các bác và kính chúc các bác có một ngày đầu tuần thật vui bên gia đình.